Em làm nghề gì mà em nói chuyện có vẻ hay quá vậy? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Wow, anh tưởng em là MC không á. Em làm bên kế toán hay là gì em? À, em là trợ lý ạ. Trợ lý giám đốc. Trợ lý là phải đi họp. Trợ lý giám đốc. Mặt trên nó phát hiện trợ lý giám đốc mà làm mình rồi. Trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc. Em tên gì? Em là Ngọc Trâm ạ. Ngọc Trâm rồi, nói chuyện tự hướng dẫn viên du lịch không có chứ. Ngọc Trâm. Yêu cái trung thành của miền Trung. Thành và cái phóng khoáng của miền Nam. Và cái phóng khoáng của miền Nam. Trời ơi, người ta nói nghe hay chứ sợ anh nói hay ghê luôn. Nghe ghê dễ sợ. Trời ơi, mà sầu sầu cảm giác làm như cô này muốn khoái cổ luôn hay sao? Vậy hả? Ở mặt trước này của hai người chơi sao? Anh bình lợi cũng nha, bây giờ phải gả trước cho hai người này. Lỡ như mà không được thì anh mới có cơ hội nha anh nha. Nên anh lùi bước về sau. Để thấy em rõ hơn. Để có thể ngỡ em từ xa. Âu yếm hơn. Tất cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.